Đâu? Chưa. Từ từ lũng đó hả? Phải không? Coi chừng con nhách đi lên á. Bắt luôn rồi nè. Dính luôn chưa? Hên quá anh em ơi. Mày chạy hả con? Trời ơi. Đây nè, đây cái đầu nằm đây nè, cái đầu nằm đây nè, chú mày để cho con quay quay cái đầu coi. Anh em. Đây nè, nó táp rồi. bữa không thấy cái đầu cũng trọng lắm mà. Trời ơi, chưa dữ ráo mà ra la là mấy chú cháu mình lượm được con rắn rồi. Ôi. Chưa ráo có rắn này nha anh em. Con cầm chứ bay. Trời ơi. Vừa mới đi tới chú 13 chú 10 chụp rồi. Con này chắc 7 lạng á, 6 7 lạng á. Giỡn đâu. Đây nè. Ủa bản á. Rồi 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 coi chú bay. Dép ghê hơn em. Ê, dép bên đây hay gì rồi? Dép bên này chú ơi, dép bên này. Đây nè. Đây nè. Trời ơi nè anh em. Đấy ghê chưa nè. Đầu ủa sao thấy đầu bự quá mà sao nó nhỏ ta? Anh lù 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 tao đó. Dính cái đuôi rồi, dính chuột luôn à. Trời ơi đã ghê chưa, mới ra là may mắn rồi đó. Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Ôi chào anh em luôn. Anh em đâu dép đâu thì, rồi đây nè. Ôi nó cái này mấy chú cháu mình bữa nay đánh cái cánh gần nhà nha anh em. Tuôn qua chỗ này chụp cái một tấc thì cánh này hôm bữa mấy chú cháu mình có đào rồi nè, mới chưa có tìm hang luôn nữa là thấy nó nằm đâu ở đâu chú ơi. Đây nè, chạy đây nè, chụp giục dép luôn nè, băng qua đó chụp dính cái đuôi, chụp ra đây nè, dính cái đuôi cái nó giục luôn à. Trời ơi, may mắn lùm được con luôn. Ở đây là thuộc xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha anh em. Nâu thì chứ. Rồi để miêu cháu bỏ vô bắt cầm này nè, chụp cái hộp bay tới đó, chụp cái nó dính cái chót đuôi. Có quay được đâu, có bắt máy lên được đâu quay. Mới đi tới chưa bắt máy bắt bọc. Rồi phân con hành nữa nè anh em. Đây nè. À chánh phần chánh thức hành chánh tay à đó. Ngày nay không lẽ mang trắng gì không nổi nữa chú bảy, sáng may mắn như vậy. Hên ghê luôn, chui vô hốc không cũng khó bắt, cái bay xuống kinh là lo mất luôn rồi, xảy luôn rồi. Kỳ vậy. Xác bên đây không lẽ ông có nội không vợ anh này. Nè giấu đi nè anh em. Trong miệng có không? Trong hang có không chú mày? Giấu nha. Có ở đây không được. Nè. Rồi ở đây nè, giấu nè. Kìa vô trong có dấu à. Vô trong có dấu không? Có. À, vô trong có dấu nha anh em. Cô lý. Đừng hy vọng con khác chứ, đừng con này là thua luôn, con này mấy chú cháu mình chụp mẹ lại. Hy vọng là con hành cây. Nè dấu nè. Chưa biết chú chưa biết phải con hổ dạ này không nữa. Nhìn thấy dấu nè. Phải hổ dạ không nữa. Không lẽ có dấu không đào. Không phải vậy. Nó phải đào chứ. Cái hang này hổm đầu rồi nè. Bữa mấy cháu mình đọc nguyên cái cù đất trà bá luôn anh em. Bắt từ mấy hành nặng không á. Có hang dứt đại, có hang đào chứ giờ biết đâu nổi. Nhiều khi không phải nó là sao. Cái hang này đào giờ không có dấu nữa phải không? Bữa trưa vô cái gò kia nè, chút xíu vô cái gò múc một trong kia anh em. Gò đó bờ đè đã lắm. Lấy cái giá chú 10 về dễ đào chú ơi. Nó cát chút sụp mất hang luôn á. À, biết cũng được. Sợ nhiều khi giấu con này ra vô để mình chụp cái hoài. Không biết phải giấu rồi, ông cố dọn này không. Giờ có cứ đào chứ bỏ ở đâu bỏ uổng lắm. Nhanh đào xuống rồi bà. Chú bảy kiếm ngách đi cho chú 10 đào đi.
cái hàng. Rồi kiếm ngách thì cho 10 đào đi. Giá sẵn loại đất ra luôn á. Đứng đạp á. Nắp két này cũng mềm. Sáng chưa láo sáng là chú Mười lượm cúp đựng con rồi đó, lấy cúp đựng em rồi đó. Mát tay đó chú Mười. Mát tay đó anh em. Biết bà mới mài hay gì nay bé nha. Mới mài rồi, thấy dao cái ngót à. Anh dao sáng dối. Bữa hôm qua đi đào, đào sáng cái cây không đứt. Có hàng có đó, còn cái hang nào đâu quần. Cái này còn cái hang nào đâu. Nhiều khi đi ngang qua cũng thấy dấu chứ mày. Trời ơi, con gặp con hổ dạnh này mà dễ thấy lắm. Như con hổ dạnh đi dấu khó thấy lắm nha anh em. Mà nó khô cái nữa rồi thua luôn. Ủa dấu bự vậy chú Mười. Trời ơi nè anh em. Nè hồi cái dấu từ bên đây qua tới bên đây luôn nè. Còn vô trong dấu đẹp đó. Ừ. Hy vọng là con khác. Không con khác thì đào con cóc. Chuyện bình thường thôi. À, mới chụp hổ dọn cái sọt đào cái hang này cũng không hy vọng. Đừng nói vậy chứ bảy. Đã. Vậy nản anh em ta nản sao chú bảy. Bây giờ hang có dấu phải đào chứ. Chứ thấy là cũng nổn là bụng rồi. Bảy nói vậy anh em ta nản luôn, chết luôn. Nên chứ tại vì cái hang có dấu là cứ đào nha anh em. Có không có thì nó tính sao chứ. Chứ không lẽ có dấu là bỏ ngang đi. Dính ghê ta. Qua đám mưa nóng lạnh tới luôn mà. Công nhận mấy anh này bữa nay đi ăn sớm dữ ta. Thì nó, con vợ nè. Nó vừa sáng mà nó ra rồi chứ. Không sao thường thường nó nghe nói là 8 giờ mới là hang mà. Đâu có. Đã sớm đó. Qua mưa 8 giờ bữa nay không nắng, nắng mà có gió cũng đỡ. Nhưng còn trời sáng đã đi được. Sáng nó đi sớm bắt đầu lại. Trưa nắng lên cái bắt đầu là ảnh phải vô hang. Nắng nóng vô hang quá. Cái hồi nãy mấy chú cháu mình đi gặp mấy đường nè, ông anh kia ông quắt lại. Ông nói ông cắt cỏ ông thấy da đắng bằng cùm tay chữa vậy đó. Mà mình nghĩ chắc không may anh em. Anh nói da đen đen nghĩ chắc không may. Đen 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 mà sọc sọc. Chào bá cái hang. Đó, đi quẹo ra. Đi ra. Chưa biết quẹo đâu đây. Trời đất ướt nhẹp vậy. Nó ra nước rồi gì chú ấy. Nó xuống nước luôn rồi gì trời. Kỳ vậy, nước tới quốc luôn rồi đó. Không lấy dấu được luôn. Ngồi sáng tới luôn. Lấy cái giá cho mười cả, lấy giá cho mười. Ôi trời, dấu bốn lưỡng luôn kìa. Dính dưới thật. Tới nước hả? À? Chưa. Tại mưa bơm nước vậy.
À. Đi chút tới phút cuối cùng là nằm một ổ luôn á chú ơi. Đừng nói anh em nản. Chứ phải cứ nói cho anh em nản hoài. Tại vì lý do sao anh em? Thà mấy chú cháu đừng có chụp đường ráng có hoài. Chứ chụp đường ráng có hoài và thấy cái hang này cái là đào cũng cũng không có hy vọng mấy. Thì có cứ dứt thôi chứ sao giờ. Dữ. Giữ bà cố giữ đi chứ. Ê dạ. Mới đá cây đó. Trời ơi, đá cây tưởng đắng chạy chứ. Nhìn Minh thì khổng lồ với trời. Thấy gì không? Không thấy gì luôn. Hang này hang của cống cống sầu rồi. Ra hang vô. Hang nhách luôn hả? Ừ. Cái bùng binh ngóng được cái bùng binh luôn em. Đợt ơi à, quẹo ngược lại. Ủa, đây có cái quẹo lại nữa ta. Đây chỗ hình như quẹo ngược nữa nè. Ủa, lộ kép ra hả? Ăn vô rồi. Cái hàng ra đây không? Không. Cái hàng đây hả? Ừ. Trời, con này nó khù sẽ ớn nha thầy. Ừ. Thở nhiều không sắp thở. Đổ lên hai ngón ta. Đó đi, giữ trời á. Múc luôn. Rồi, sẵn như nguyên cái đường mương luôn rồi nè anh em. Từ qua đây đi vô tới đây rồi đó. 2,5 m vậy đó. Ôi, ăn ra đâu. Thắng tới luôn. Cái đi thẳng là được rồi, đừng móc là kinh. Đi thẳng tới luôn đi. Còn cái màu hả? Ừ. Đó là chặn ngay cái này cũng khủng rồi. Ừ, cũng kế kế đó đó. Thì tới mấy hàng cũ luôn ghê ta. Đâu có nhắc nào đó trời. Thủng đây nè chú ơi. Thủng đây vậy nè. Thủng rồi. Để giấu kìa. Nóng lạnh đi. Khủng trời. Ủa nãy nó có lên mấy hàng này không ta? Coi đây coi coi có lên không? Không. Coi cái hàng. Nóng lạnh luôn bên. Để quay chiều coi chú mày. Thấy gì không? Ngắt bả bẻ cây chọt cây nó qua ngay đó luôn không? Ừ. Chú bảy chọt cây, đâu chú bảy chọt cây. Người giấu cờ. Mình giấu nóng lạnh. Chọt cây chú bảy con để máy nè.
Rồi 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 qua lại, qua lại, qua lại. Ủa còn ghét chứ. Hay một ghét đi ra qua thẳng bên đó đó. Ừ, chỉ một ngách qua đây nha nè. Nó còn hai ngách nữa lận. Nha, nó bùng binh đó, để tôi xả. Hai ngách nữa lận. Binh. Đứng cái khủng rồi coi. Thù ghi rắn hổ kìa. Dạ. Dạ, rắn gì đó ba ơi? Có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Đụng hai chú ơi. Ừ. Trời ơi. Nguy hiểm nha anh em. Em đừng có tám đít tăng nha mày. Mày đừng có tháp tăng nha. Đi tới, nhắc tới phải không? Nhắc đi qua mấy ông đại. Thôi, 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 thôi. Chú mời đụng được con rắn nha anh em. Chưa biết rắn gì đây. Tọc thay vô đụng nó luôn. Tọc thay vô nó. Phải vô đụng nó mất tiêu luôn thế. Mát không? Mát lạnh không? Mát. Mát lạnh luôn hả? Nhớ bên. Không thấy nó đâu á. Cái đu đu gì ta? Đâu? Đây chú mười đụng nó rồi, đu con gì? Đu con rắn gì? Kìa. Lỏ vô cái đu con gì á? Em lỏ vô cái anh em. Tôi dựng trỏ nữa đó mày. Ôi trời ơi. Đuông gì vậy? Hổ ngựa. Trời ơi, con hổ ngựa nha anh em. Hổ ngựa vàng ngới luôn. Ai à, nãy nằm bông binh này nè. Ôi thôi vậy cũng được đi. Vậy cũng được đi. Cũng được mà đi. Có đi chứ không có. Tức chết luôn á. Tưởng đồ đậu hàng con cốc rồi. Đó nãy. Rồi như vậy ra ngựa ta. Con nào thiệt. Con nào cũng được đó. Có là được rồi. Chứ đừng cái đào la một cái hang 3-4 mét mà không có con rắn chết tức chết luôn. Chú bảy móc ngay cho đó đã, nằm ngay cho đó đó. Nằm đó không? Nằm đó đó. Chắc lên luôn á. Anh đây rồi ba. Kiếm cây chỗ á. Chọt ra luôn. Mày hả bưởi? Thôi rồi cái cục con dạ. Này vô. Cục con này vô. Chưa chụp được con trong hang con mới ghê này chứ. Rút lên không à ta. Mày hồi nãy tao dám đụng mày. Úi dạ. Cắn rồi. Cắn chảy máu. À, mày nghe nó thiệt chứ. Hai con ngựa bự. Trời ơi. Ờ cắn chảy máu tay luôn mày. Nè nhéo tay. Lại nó thiệt chứ. Nắm nó để nó chạy vô. Chạy đâu nó khỏi. Tới vàng ngến luôn. Nè, để con ghẹo đó, để con ghẹo đó. Giờ nó tát cái đau. Ê, sao? Nó há hông nè. Hủ đó chở đó mà. Nè, há hông nè. Nó tát cái máu mà nó không nè. Tát vô tét tay luôn. Chú bảy buông ra thử nó chạy không? Cái lại kìa nó lẹ lắm á, như ngựa phóng rồi đó, làm cái hụt cái nè. Tao ta chơi cái tay với nó luôn nè. Chụp mẹ. Mày mày. Mày sao mày vui quá anh em. Con này bự không con không dạy anh á. Mày ăn sao bự không con không dạy luôn nha anh em. Bắt con không dạy là xôi nó cây. Con ngựa này hổ mình đào không được nè. Phải không? Ổng chứ không ai lo. Đâu đâu bắt con không dạy là xôi với con không ngựa con nào bự hơn. Bắt là táp nữa chứ đâu. Dễ gì? Bài không á. Dễ gì táp đâu. Nó khù chứ dễ gì táp đâu. Bự hơn không dạy cái gì nữa. Bự hơn không dạy anh em. Ơi cũng 9-10 à. 9-10 à. Ê. Ông cố nội này ông tới số nằm hoài. Thấy chú 10 thấy. Con này nó ăn mồi hay gì cái bụng nữa nè. Rồi chết queo luôn rồi nè. Mới cắn người ta mà bà đặt chết nữa. Chạy nè. Đó mà táp nè. Táp hết lại. Xỉu nó muốn xỉu rồi. Vậy cho nên rồi. Xỉu. Rồi. Này xỉu con này xỉu nằm lâu chút xíu. Con cái họng nó táp từ dưới đây lên tới đây luôn rồi nè. Trời ơi cả nó bự rồi. Chạy đi. Vậy mà hả họng là nó táp ghê thiệt. Nó mà nó giả xỉu nè anh em. Chết rồi là ảnh lụ khù thấy ghét lắm. Im. Đưa giá cho thằng. Bò nè, im để cho nó bò nè, Nó vô cỏ, nó mới ấy.
Mày bò, mày bò vô, mày bò vô vô tông, mày bò đâu lá ngoài kính mày khôn dưới mày. Kiếm hàng. Nè, nằm cái đầu thiết à. Là con này nó giọt. Rồi, giọt nè. Con giọt. Đụng cái nó xỉu nè. Đụng cái đêm đi là cầu lên đó. Dạ bà nội luôn. Vô đêm người mệt quá. Nó chạy tiếp à. Mày. Ông này hôm đó mẹ nè. Giống nó đó mày nè. Ổng giống mày đó. Bữa nào cái hang khô, cái hang qua đây con hổ ngựa nó để mấy đống phải không? Ừ. Vô đây mình bắt ngay chỗ này hình như được hai con hổ hành hay gì nè. Ừ. Anh em cái hang này anh em nghĩ cái hang từ tới ngay chỗ này mà ra tới ngay chỗ đó, anh em nghĩ bao nhiêu mét? Nằm giá khoảng 1 2 3 4 mét đó. Con cái bình nóng lạnh luôn vậy. Con ơi, mấy chú cháu vô đây. Hồi quay lại cục gù làm được cặp luôn mới ghê chứ. Rồi, tắp lại cái mấy cháu mình đi nha anh em. Đào đà nãy đào hào hứng nó không mệt mà giờ mới mệt nè. Dính chú mày. Hả? Mệt không? Ê, được. Trời ơi, ê. Sao nó tắp đã gì đâu? Ôi trời đất ơi. Chui vô ta. Trời ơi, ra đâu kỳ vậy, cắn sao? Trời. Còn đánh đá nữa nha anh em. Cái hàng đâu có dấu đâu. Cái bờ đìa này nè anh em. Là cái anh Dũng hồi bữa mà mình đào quậy, anh nói là anh gà bẫy á, dính được con rắn 1,7 kg. Nó còn hổ dọn 1,7 kg. Trời vậy cũng mới dướng răng. Nhà ngựa anh đã ghê không? Thử mình xử mới luôn đi nè, thử mình xử mới luôn. Không cắn nó khôn thì chứ. Vô. Này hang này kia có dấu hả? Ừ. Nhỏ quá, nhỏ là sao chú mười? Đấy, muốn bắt quá. Nói chú bé bắt thôi, thả mẹ này. Rắn ráo mà nó có bự nữa thôi. Mày mà rắn ráo cũng đâu có bự dữ đâu. Ở khu với mình nói chứ anh em, ở khu với mình cũng rắn ráo nào mà chừng 3 lạng là nó dữ rồi đó anh em. Hang này có dấu lại, hang có dấu đậu chú ơi. Hang này còn dấu này chứ không, nó không có luôn. Hang chú mày. Thử nó không? Bắt luôn chứ. Hử? Bắt bầm xả luôn hả? Bầm xả bữa nào mấy chú cháu mình gom gom bầm xả làm bữa. Chứ ở dưới mình là rắn ráo không có bự nha anh em. Khi nó anh em thấy rắn vậy chứ. Ba con chưa bộ giỡn hả? Bữa nay ba con rắn hổ không à? Ủa hai con rắn hổ, con rắn ráo. Giỡn hả anh em? Cũng nó cũng hổ vậy. Nó cũng trồng hổ hổ vậy. Hổ lãi. Hổ lãi. Cháu dữ lắm hả? Trời ơi. Ngọt nó cắn. Trời ơi cái heo. Nè em. Nó mày tiếng không? Nó cây nhẹt ráo. Ừ. Làm con hổ dạng 2 kg nữa đó. Không nghe với anh con đúng là phải một cặp. Không. Đi có một cặp. Anh nhanh vừa ra luôn chú bay. Bậy rồi, bậy rồi. Nghe chặt con ta hết à. Dưới nè, mấy cái tàu này thì sao? Đổ này luôn. Dạ. Ôi, ngọt cắn. Mẻ lư. Ngọt như vậy trắng nào dám ở. Ăn thôi thì nó
nó không động tới đâu, có gì đâu. Tại mình động ổ đó. Cái kiến ở trên mà. Ra rụi luôn, nâu. Cái này trỏ đây luôn, đất đổ này. Lên trên luôn rồi. Nó biệp làm lá bự bự cũng dễ biết lắm. Xé ba cái lá cỏ nè. Rồi. Thấy dấu rồi đã. Cái ngách đó chú Bảy. Con ngách đó chú Bảy. Không mới. Không mới tin luôn anh em. Bọng không có ngách đâu. Có ngách ngay chỗ đó mà. Đó hàng hay gì rồi. Chiến nẻ gì lư luôn tại khủng gì vậy, động ổ mà đi đâu vô ăn gốc dừa vậy, ổ kiến luôn. Luôn. Cái này hang bên đây đâu có đi hả? Đi trên đi vô đó đó hả? Ừ. Kỳ vậy. Có đi chung hang chú 10 không ta? Mấy ăn đi đâu? Ngay chút vừa luôn coi. Cái hang đi tới cái bằng không à? Thực bóng tùm lum đó. Nào ba trò cây em chạy ngắt không có trọt em đi thế nào, đi ngay để vừa theo chốt nó bẻ không có kìa, nó rút ôi, không có trọt thế này chẳng nhắc đến dấu trà bá dấu này anh em mới tin luôn tưởng luôn. Nghe lắm nhiều luôn chốc. Thôi luôn, thôi luôn. Bà
cảnh ngay tại này cây không phải nó cảnh nữa không. Đi đâu ngang cái dưới rễ xù đũa thẳng vào đây luôn. Ngách này có đi chung ngách hoài không? Nó chọt cây lên cây nó ăn rồi nè. Chết. Chọt cây lên nghe có ăn rồi nè mà. Để không khó chọt. Đi vô ngay gốc dừa có độc thiệt độc. Rồi, cái gì vậy? Trung Quốc không gì lời. Có không cho? Đấy đồ đúa. Quốc cho ta. Là ngoài chú Mười đào vô chú Mười. Là ngoài đào vô có đi chung hàng này không? Là ngoài chú Mười đào cái hàng ngoài kia chú Mười chọc cây vô cây con đứng đây con dòm cho. Nó có khỏe không? Lấy cây này chọc. Chọc chưa? Dòm đi cha. Ê! Ủa? Hai đất rớt. Thằng làm hết hồng quay mấy. Lấy cây chậu vô, lấy cây chậu vô. Đất gì mà đào không dính vô. Ê! Gì vậy? Rồi nó chạy vô đây. Ê, đây nè, còn ai mình nè. Có không? Có không anh? Chào ba luôn. Trời ơi. Ủa sao hồi nãy dám động cho bảy động đó chạy này em nè, đã nãy chú Mười đạo hàng đó mà. Ừ hên kia nó không ra con hành chà bá luôn à anh em. Con nói ủa hồi nãy con thấy nhúc nhích đó, con tưởng đất có rước. Cầm tắm đây chưa đó, cô chà bá con hổ hành luôn anh em. Hổ hành mập rồi ơi gì vậy rồi máu không vậy đầm tét gì hả con gị lên lúc con gị ra chừng miệng ốc. Xuống này tắm cho nó ăn cái cho sạch sẽ luôn. Trời ơi nó mập rồi. Mập lúc luôn anh em, mẫu hành mập lúc luôn. Mẫu hành đã. Dăm cái con này nữa không? À thăm này, thăm không? Tiếp. Con nhìn vô cái máy không hả, con thấy nó ụt la nè. Được. Nhớ tên không dòm nha. Cùng bên luôn. Còn thằng nào nó hết. Rồi, xong. Thấy chưa? Thấy rồi, thấy ta. Rồi, hôm nay đừng còn hổ hành nha anh em. Quá đã. Chụp, con chụp. Trung tâm tư cơ chụp cũng hột tắt nữa. Tại cái kẹt cái máy anh em, cái hàng có chút xíu đó, cái kẹt cái máy em bỏ vô cái máy vô tuốt rồi. Ngăn chú Mười đào vào đây, chú Mười chọt cái cây lên có trổ ngách đây không? Người ta rút cái máy ra để chụp. Ai dè nó chọt lúc cái máy là chụp cái hột tắt, nhìn lại còn nằm nó chụp nó liền. Nó chạy nữa sao? Chạy mất tiêu sao? Ủa con hành này chà bá luôn. Vô bánh rồi. Hai cái này đó nãy mình ăn trong mồi luôn. Ừ. Hành này. Lúc luôn hổ hành mập lúc luôn. Chà bá hổ hành luôn em. Đất. Vô túi cho ba. Vô từ hư luôn. Ôi đã mập. Hổ hành này cả ký luôn mà không tới 1 ký luôn. Này chặt khúc ha. Chắc khúc hầm xả thôi, nó bự nè anh em. Chắc khúc cái này thôi. Đứa gì chịu nổi. Để chú bỏ vô đi chú ơi. Mùa này khó làm gì á. Nóng lực với nấu cháo đục xanh. Trời, ăn vô nó mát cho thấy. Cháo đục xanh là xiên luôn á. Rồi một bọc luôn, bốn con chú bộ dở người ta. Lâu lâu quay lại khu nhà, túng mánh ghê chưa anh em. Tới số chụp được hai con, đào được hai con. Ôi nặng rồi đó. Nặng rõ rồi đó. Nặng rồi đó nha. Chỗ nguy hiểm nhất, chỗ an toàn nhất. ta nói là chỗ an toàn nhất. Rồi bỏ vô mấy chú cháu mình. Nãy chú Bảy quần mấy anh kia chưa? Hả? Quần mấy anh Bảnh chưa? Mới quần con
khúc đó hả? Đi bọc bọc vô đây, bọc quằn ra cái nữa luôn, hoặc hết bịch thềm đều này để bỏ ổ này mấy cháu đi quằn. Hết cơm rồi đó, nhà hết cơm rồi. Thằng lá mấy chú cháu mình sáng vô cái bờ địa tổng làm được con hấu hành nhanh em. Đây con coi cho anh em xem nè các bạn, làm được con hấu hành với cái cục gò mấy trên đó mình làm được, mình chụp được con hấu dạnh với chú bảy chú mười đào được con hấu ngựa gò cả không cũng được luôn. Thành quả là được ý quên trước bốn con lận với được con rắn ráo nữa. Rồi rửa dò rửa cẳng về trưa anh em ơi, về ăn cơm ăn nước, bắt đầu chiều mấy chú cháu mình nếu không có mưa mấy chú cháu mình đi tiếp. Rửa dò xong đi lên chào anh em về chú Bảy ơi. Rồi chào anh em chú ơi, vào gớm rồi chào anh em luôn, để cho chú Bảy rửa dò nha anh em. Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Bữa nay đi khu vực nhà được ba con nha anh em, nhưng còn đang ráo nữa bốn con.